3 dấu hiệu cảnh báo một cái tình trạng ung thư tiền liệt tuyến. Thì ung thư tiền liệt tuyến là một cái bệnh nó cũng khá là phổ biến đối với nam giới của chúng ta, đặc biệt là những người bắt đầu từ tầm 40 tuổi trở lên là cái nguy cơ nó rất là cao rồi. Trong video này thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho mọi người 3 cái dấu hiệu để chúng ta có thể cảnh báo một cái tình trạng ung thư. Đầu tiên đó là những cái triệu chứng nó liên quan đến cái việc mà chúng ta sẽ đi tiểu tiện ấy. Thế thì chúng ta sẽ hình dung một cách đơn giản như này này, cái tiền liệt tuyến nó bao bọc với toàn bộ cái niệu đạo của chúng ta, giống như cái đường tiểu mà chúng ta nước tiểu đi ra bên ngoài ấy. Thế thì nếu như mà nó có một cái khối u ở cái phần mà tiền liệt tuyến ấy thì nó làm cho bị chèn ép với cái đường tiểu mà chúng ta đi ra ngoài. Và khi mà chèn ép như thế thì lúc mà chúng ta đi tiểu chúng ta sẽ cảm giác là nó khó đi tiểu hơn. Thứ nhất là khó đi tiểu hơn. Cái thứ hai là cái lượng nước tiểu ấy thì nó sẽ đi ra nó không được hết. Nó sẽ không hết được nước tiểu bởi vì nó chèn vào cái đường ống đấy lại mà. Và khi mà đi ra nó không được hết ấy, thì nó làm cho chúng ta đi tiểu nhiều lần hơn. Và thường là vào buổi tối ấy, thì chúng ta hay phải thức dậy để mà chúng ta đi tiểu. Từ đây chúng ta sẽ có là đi tiểu nhiều lần này, đi tiểu có cảm giác không hết này. Và đi nó có thể nó sẽ ngắt quãng từng đợt, giống như là bởi vì có cái khối u nó ngăn cái dòng nước ra chúng ta. Và lúc mà chúng ta đi tiểu nó sẽ là khó hơn. Thì đấy là những cái dấu hiệu hay những cái triệu chứng liên quan đến cái ung thư tiền liệt. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là chúng ta có những triệu chứng liên quan đến đau. Đó là khi mà cái khối u bắt đầu nó sẽ là chèn ép ở cái phần mà tiền liệt tuyến của chúng ta ấy, thì nó cũng sẽ gây ra tăng cái phản ứng viêm ở cái vùng đấy, và nó dẫn đến một cái triệu chứng đau, tạo ra cái áp lực, nó cũng sẽ tạo ra cái áp lực ở cái vùng đấy. Nên là thường là chúng ta sẽ có cái triệu chứng đau nó ở cái phần khung chậu của chúng ta, và đặc biệt là nó sẽ đau nhiều hơn khi mà chúng ta ngồi ở cái tư thế ngồi như thế này, thì nó sẽ làm bị đau hơn bởi vì nó sẽ tạo ra những áp lực nó chèn ép lên cái vùng như thế. Thì đấy là cái triệu chứng thứ hai của chúng ta. Cái triệu chứng thứ ba của chúng ta nữa là gì? Đó là những triệu chứng liên quan đến cái việc mà quan hệ tình dục ấy, tức là lúc mà chúng ta phóng tinh ra ấy, thì khi mà lúc này ấy thì nó sẽ làm cho một số những cái rối loạn liên quan đến cái cương dương, bởi vì cái việc mà cái cương nó cương lên được ấy, đó là nhờ cái hệ thống thần kinh, cái cảm xúc của chúng ta lúc đấy. Nhưng mà khi mà cái khối u nó bắt đầu nó sẽ chèn ép, nó sẽ làm rối loạn của cái việc mà cái ức chế, cái nó chèn ép vào những cái đầu dây thần kinh để nó gây ra tình trạng rối loạn của cái cảm xúc, và nó rất là khó để mà cương cứng lên, đặc biệt là khi mà chúng ta quan hệ. Cái tiếp theo nó là gì? Đó là một số những cái trường hợp mà nó dẫn đến một tình trạng mà chảy máu khi mà chúng ta quan hệ, bởi vì cái tiền liệt tuyến nó sẽ tiết ra và cái nó giống như cái tinh dịch cùng với cái tinh trùng của chúng ta ấy, để mà trong cái lúc mà chúng ta quan hệ, khi mà có cái tổn thương ở cái tiền liệt tuyến thì nó có thể nó sẽ gây ra cái tình trạng mà gây chảy máu hoặc là đau khi mà chúng ta xuất tinh. Thì đấy là một số những cái dấu hiệu để mà chúng ta cảnh báo. Tuy nhiên thì những cái triệu chứng này thì có thể nó cũng sẽ là có, nó giống như với một cái phi đại tiền liệt tuyến thì thường nó sẽ có cái triệu chứng tương tự như này. Nên là khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu hay những triệu chứng như này thì chúng ta nên đi khám, nên đi kiểm tra. Lúc mà chúng ta đi khám thì có thể là các bác sĩ sẽ có những cái sàng lọc. Thực ra là để mà sàng lọc ung thư tiền liệt tuyến thì nó cũng không cũng phải cần cân nhắc về cái chỉ định, bởi vì có những trường hợp nó chả ảnh hưởng gì cả, những cái ví dụ như phì đại các thứ ấy thì nó cũng chả ảnh hưởng gì cả. Thì cái này thì có thể là chúng ta sẽ phải cần nói chuyện với bác sĩ trước, chúng ta có thể là chúng ta thăm khám trực tràng để chúng ta sẽ sờ xem là cái có khối u ở tiền liệt tuyến hay không, hoặc là nó có một số những cái xét nghiệm để có thể nó sẽ phát hiện ra được cái nguy cơ của cái ung thư tiền liệt tuyến. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.